Anh bước tới chút nữa thì em sẽ giết chết anh. Em phải làm như vậy vì anh rất đáng chết. Đã từng có một cuộc tình yêu chân thật phô bày trước mặt của anh. Anh không biết tôn trọng nó. Đến khi mất đi, anh ăn năn đã quá muộn rồi. Sự đau khổ này trên thế gian không có gì hơn việc nữa đâu. Bây giờ em đã để thành kiếm vào cổ họng của anh rồi thì em cứ khứa đi, không cần phải do dự. Em cứ ra tay đi.